Tại hội đàm, thay mặt đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước, hai đồng chí trưởng đoàn đã thông báo và chúc mừng kết quả đã đạt được của hai đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Công tác đặc biệt, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương của hai nước đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm, quy tập, hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Tại hội đàm, hai trưởng đoàn của hai ban công tác đặc biệt chính phủ hai nước đã ký biên bản kỳ họp lần thứ 28, trong đó đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ 27 và khẳng định sự phối hợp chỉ đạo giữa ban công tác đặc biệt chính phủ hai nước Việt Nam-Lào tích cực, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Trong điều kiện thông tin ngày càng khó khăn, mùa khô 2022-2023, các đội quy tập mộ liệt sĩ của Việt Nam đã tìm kiếm quy tập được 194 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trong đó có 10 hải cốt liệt sĩ xác định được họ tên quê quán. Ban công tác đặc biệt chính phủ, các cấp chính quyền của hai nước đã phối hợp chặt chẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn. Phía bạn Lào đã thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ. Thời gian tới, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước thống nhất tiếp tục phối hợp chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, chỉ đạo các đơn vị đã từng tham gia hoạt động trên đất Lào tiếp tục rà soát, cung cấp danh sách, sơ đồ bộ trí phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, hợp tác nâng cấp, tu bổ, sửa chữa tượng đài tình đoàn kết liên minh chiến đấu Lào Việt Nam. Phía Lào tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự cấp tỉnh, huyện cử cán bộ thông thuộc địa hình tham gia hoạt động cùng với các đội quy tập của Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công viên hữu nghị Việt Nam-Lào tại tỉnh Hủa Phăn, trao kinh phí hỗ trợ hoạt động năm 2023 của Chính phủ Việt Nam đối với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ và các địa phương của Lào.